Trời ơi, chị ăn gì ta? Chị ăn gì ngon vậy ta? Chị có cho cho ngoại chín miếng đi con. Cho ngoại miếng đi. Nhâm nhâm, đúng rồi, giỏi quá. Chị có ăn em gấu không? Cho gấu ăn luôn hả? Trời ơi, con gấu này là cái bánh đi ăn mà nó thấy nó tội gấu quá, nó không ăn gấu luôn cô chú ơi. Trời, cho gấu ăn bánh luôn. Con ăn gấu được đó con ăn đi. Ở trong gấu có sô cô la đó, con ăn cắn cắn gấu ăn đi. Cắn đi. Cắn gấu đi. Sô cô la đó ăn đi. Cắn thử coi ăn được á. Trời ơi, nó thấy hình gấu nó không dám ăn. Cái gì nữa rồi? Hả? Cái gì nữa? Ai ngủ? Đây. Con gấu ngủ hả? Gấu ngủ. Con mời cô chú ơi. Mời cô chú miếng nha. Con ăn cherry không? Mày lấy cherry cho con ăn. Ngồi chơi. Ngồi đó hả? Trời ơi, ngồi đó đó. Coi được không? À, con ru em ngủ hả? Thương em ghê không? Em nó để ăn đó chứ không phải em nó để ấy đâu. À, cho em ăn đó. Trời ơi, thương không? Bởi vậy coi chừng té nha con. Con muốn nước, con muốn uống nước hả? Con nói mẹ ơi, cho con miếng nước nè, cho con miếng nước nè. Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi, biết cho nó một ngày cảm ơn không biết bao nhiêu lần á. Đưa là cảm ơn, đưa là cảm ơn. À, cái con này hồi chiều nay mẹ dạy con là con gì? Không phải heo, con gì? Con nhớ con gì không? Con hươu cao cổ. Cao cổ kiến. Kiến gì? Cao cổ kiến. À, cao cổ hả? Còn con này con gì? Cao cạc. Con gì? Cao. Con gì? Trời ơi trời, nó nói con gì vậy trời? Con gì đây? Chim sợ cướp. Con chim mà. Chim mới rồi. Trời ơi, nãy cái chữ đó con nói chữ gì trời? Trời ơi, cái chữ đó con nói là bây giờ cô chú sẽ ghép cái chữ đó làm cái meme nữa đó. Pin. Ừ, con chim. Đó. Chim trống rồi. À, con chim này màu gì chơi hả? Chua. Gì, cái gì chua? Ăn đi con, ăn em gấu đi. Em gấu đó dùng để ăn đó chứ không phải là để ngủ chung với con đâu. Ăn em đi. Ăn em. Ăn em. À, cho em ăn. Ừ, nó thấy hình con gấu cái nó không dám ăn luôn. Ừ, hết rồi. Ồ, em ngủ á, tội nghiệp em ghê. Cho con hôn em miếng đi. Trời ơi thương không. Trời ơi thương. Ngủ ngon. Trời ơi ngủ ngon. Có đắp mền không? Có cho ba bà không? Có cho em ba bà không? Em ba bà. Ừ, thôi. Lớn rồi đó là không có xài ba bà. Chỉ có mấy đứa mà còn baby, mấy đứa nít nhỏ mới xài ba bà thôi, chứ mình lớn là mình không bao giờ xài ba bà. Nên là mẹ thấy là từ giờ về sau là chay nên không có nên ngậm ba bà nữa. Trời ơi, bẻ em rồi. Bẻ em rồi. Ăn thử coi em ngon không? Không ăn. Không ăn hả? Ăn này. Ăn này. Ăn này. Không ăn, ăn này. Ba trận dễ sợ ba trận thì cái chứ. Cái đó là cái gì vậy? Dưa. Siêu la hả? Có đứng nè, giang hồ đó. Cái gì ăn? Mấy chân rồi. Gãy rồi. Cỡ rồi. Con chay nó nói tiếng Việt là nó nói cái giọng miền Nam luôn. Mẹ sao con? Mẹ chở chở. Hả? Chở. Sao? Về thì. Phải. Về.
Nè bây giờ mày hỏi lại nè, cái con này con gì? Con cọp. Con cọp hả? Con hươu cao cổ. Hươu cổ. Chữ dài quá phải không? Khó nhớ quá phải không? À à bị hư rồi. Mày bị. Bây giờ mày chạy dạy cái con đó, con của con nói tiếng Anh nè. Con hươu cao cổ tiếng Anh gọi là giraffe. Bye bye. Bye bye gì? Con nói đi chị. Chị đi. Say giraffe. Giraffe. Rồi nó làm tan nát em mà nó bye bye luôn nè. Ngủ ngon hả? Đó, ngoại chính nó bẻ sao em ngủ kìa. Ở mặt đó kìa. Mũi giờ cũng cao cao qua lên rồi đó chứ phải, đừng có giỡn chay. Ăn. Ăn à à giờ cho hươu cao cổ ăn á. Cổ ăn. Cổ. Chim ăn. Chim ăn nhăm nhăm. Mâm mâm đúng rồi, chim ăn đúng rồi, cho chim ăn luôn. Được. Có cho ngoại chính ăn không? Tâm. Không cho ngoại ăn hả? Nhỏ cho ngoại ăn kìa. Cảm ơn chay. Cảm ơn chay đúng rồi. Cảm ơn chay. Chay không, chay. Ai mà nói cảm ơn chay, chay nói là không có chi. Không chi. Đúng rồi. Ủa, chay khát nước không chay? Ngồi uống nước đi con. Coi chừng đổ nha. Đúng rồi, giỏi quá. Ui trời ơi, giỏi. Xỉa sâu sâu xuống. Mới ăn tô cơm xong rồi đó. Mới ăn tô cơm xong rồi giờ ăn cái này là giống như trắng nữa. Nữa gì con, nước nữa hả? Con mở ra đi rồi mẹ đổ vô cho. Con mở ra. Mở ra rồi mẹ đổ vô. Mở ra. Mở ra. Con nói mẹ ơi. Giúp con với. Giúp con. Rồi. Rồi con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá luôn, y như diễn viên luôn mà. Chính đây em chính. Ừ, nó ăn xong ngon quá, dơ lên số 1. Trời ơi, hên được quay được khúc này nè. Khúc này là ngàn vàng đó. Thương dễ sợ không? Chay đang nói chuyện ngoại chính. Ngoại chính đang dựng lên coi chay nè cô chú nè. Nên là ngoại chính đang nằm coi chay trực tiếp luôn á. Vậy mà mốt mốt đăng clip lên là ngoại chính coi nữa. Ừ. Ngoại chính là hả? Rồi làm nó làm tan nát em gấu luôn rồi. Wow. Mời. You want them all? No, I can't give you all of them. Yeah, một cái thôi. Just... Để cái gì mà để? Yellow. That's milk chocolate. That's salt dark chocolate. It's mint. Green is mint. Ew. Would you like more? You want to just play with the packaging? Yeah. Chay chay, con ăn cái nào cũng lấy ra một cái thôi chứ con không phải con gỡ ra cả đống cả làng vậy nha chay. Con. Con đếm từ 1 tới 10 cho mẹ coi coi. Twinkle, twinkle little Jade.
How I wonder what jade is. Twinkle, little jade, how I wonder what jade is. Up above the world so high, jadey, jadey, pumpkin pie. Daddy finger? Rồi hát đây, hát baby finger coi. Yêu gì? Rồi giờ đi muốn đi rửa tay không? Baby, can you set up the water first please? Yeah. Chay. Hát đây chay, baby finger. God bless you. Chay chay, ai mua bộ đồ cho chay đang mặc á? Bà Quang. Bà Quang. Con cám ơn Quang. Đúng rồi. Bà con tới lúc này bà con mới cười nè. Hả? Chị đó đi chay. Con cám ơn Quang. Hả? Đó, bậy đó, bậy đó, cái đó là bậy, bậy vô cùng luôn á. Where you going, baby? Thôi rồi. Rồi, xong cho con chay nghỉ chơi luôn. Daddy finger, baby finger. Hát đi, hát cho cô chú nghe. Đúng rồi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Daddy finger, where are you? Bài hát đó là bài hát đang yêu thích của Chay đó cô chú. Thôi mặt kìa. Chay làm gì vậy Chay? Chay làm gì vậy Chay? Nào ơi. Thôi giờ đi tắm không? Đi tắm không? Tắm bơi không? Bơi ha. Con thích đi bơi không? Dạ thích. Rồi đi xuống nhà. Rồi chào tạm biệt cô chú đi. Bye bye. Say I love you. Chị đi, say I love you. Can you say I love you please? I love you. I love you.